một ấn phẩm quảng bá cho Hội chợ Hà Nội, phát hành năm 1922, có nhiều thông tin rất lý thú về các cửa hàng ở Hà Nội thời bấy giờ. Cửa hiệu Nam Lợi của ông Vũ Văn An ở 18 phố Đồng Khánh, nay là phố Hàng Bài, là nơi bán đủ các thứ hàng tơ lụa như vóc, nhiễu, lụa, sa tanh, sa tây, đờ, quế, băng, lính. Cửa hiệu này có một nhà máy ruộm ở Hà Nội, cam đoan ruộm không thể phai được. Cửa hiệu Thuận Thành của ông Nguyễn Tiến Hàm ở số 7 phố Hàng Hòm là nơi đóng giày tây, giày ta và làm mũ cas đủ các kiểu, làm cẩn thận, tính giá trung bình. Nơi đây cũng là đại lý phân phối áo Badersuit Padisus cho một nhà sản xuất bên Pháp. Cửa hiệu Quảng Hưng Long ở 79 phố Hàng Bồ có vốn 12 vạn bạc, chuyên bán đồ sắt, công cụ xây dựng, hàng tạp hóa, đồ dùng trong nhà. Đây còn là nơi sản xuất xà phòng hiệu Con Rết và nước tẩy uế Cresilinol. Cửa hiệu Gracchi ở 16 phố Bani, nay là phố Trần Nguyên Hán có vốn 5 triệu Phật Lang Franc, đồng tiền của Pháp, là nơi bán vải tấm và tơ lụa đủ các thứ. Hiệu bán kính L. Zubin ở 51 phố Colbert, nay là phố Tràng Tiền, do ông H. Luzet làm đời chủ thứ hai, không chỉ bán kính mà còn bán cả máy đánh chữ và đồ dùng ngành ảnh. Nơi đây cũng nhận chữa máy chữ. Cửa hàng La Perle ở số 11 đến 12 phố Tràng Thi, Borgonis des Bordis, chuyên bán các thứ đồ thờ về nhà thờ. Nơi đây cũng bán các thứ đồ làm quà ngày Tết, đồ ảnh, các thứ tranh vẽ thuốc và in. Cam đoan, giá nhất định, có nhận ship hàng đi các nơi. Nhà máy thuộc gia ở Thụy Khuê, mở từ năm 1912 và thuộc các thứ gia tốt chẳng kém gì bên Tây. Ông nào muốn hỏi giá xin cứ gửi thơ lại, ông nào muốn lên nhà máy thì càng tiện lắm, có xe điện đỗ tận cổng nhà máy. Nhà buôn nào cần làm sổ sách theo luật nhà nước thì hỏi ông Phạm Văn Duyệt ở số 38 phố Via Ude Taxis, nay là phố Bát Đàn. Ông nào có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thì liên hệ công ty Pháp Thương Vận Tải ở số 7 đại lộ Bobilus, này là phố Lê Thánh Tông.